CDC khuyến cáo Hà Nội có thể giãn cách xã hội thêm ít nhất 7 ngày sau ngày 6 tháng 9. Chỉ còn 5 ngày nữa Hà Nội sẽ kết thúc giãn cách xã hội lần 3. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, thành phố xuất hiện thêm nhiều ổ dịch mới. Trả lời câu hỏi về việc liệu Hà Nội có tiếp tục giãn cách sau ngày 6 tháng 9, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho hay, với tình hình dịch bệnh như hiện nay, rất có thể Hà Nội sẽ tiếp tục giãn cách xã hội sau ngày 6 tháng 9, chứ không thể dừng được. Người dân vẫn phải chấp hành việc này, đơn vị đang tham mưu thành phố giãn cách thêm ít nhất 7 ngày, việc giãn cách như thế nào thành phố sẽ có phương án cụ thể. Ông Tuấn cũng cho biết, đến thời điểm này chưa thể khẳng định một cách chuẩn xác tình hình dịch bệnh tại Hà Nội. Tôi cho rằng vẫn còn ca không liên quan về dịch tễ, không rõ nguồn lây, đó mới là khó, có rất nhiều người không khai báo hoặc khai báo chậm gây khó trong điều tra truy vết. CDC Hà Nội mong những người có triệu chứng ho sốt, đau họng, mất vị giác cần khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm ngay. Ông Tuấn lưu ý. Theo lãnh đạo CDC Hà Nội, thời gian qua nhiều ca dương tính được phát hiện qua sàng lọc ho sốt trong cộng đồng, nhưng chỉ khi triệu chứng nặng hơn, phải đến cơ sở y tế lấy mẫu xét nghiệm thì họ mới chịu khai báo. Sáng ngày 1 tháng 9, CDC Hà Nội cho biết thành phố vừa ghi nhận thêm 30 người nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 23 người tử ổ dịch ở quận Thanh Xuân.